Sơ ơi, chị làm gì đây? Quen lắm, biết đâu rồi ấy. Đây chưa đâu, đây là kênh của công ty túi lưới nhựa, chuyên sản xuất các loại túi lưới đựng nông sản, trái cây, thạch bánh kẹo. Kia là kẹo trứng đựng trong túi lưới nhựa, được công ty sản xuất. Công ty nổi tiếng với chất lượng sản xuất an toàn. Các loại túi lưới đều được làm bằng nhựa nguyên sinh, nên các đơn vị sản xuất bánh kẹo lựa chọn để đóng gói kẹo rất nhiều. Kẹo trứng là một món điển hình trong sử dụng túi lưới này. À đúng rồi, ta nhớ. Công ty túi lưới nhựa, ngoài việc bán túi lưới còn có cả video hướng dẫn sử dụng túi lưới. Hôm trước tôi xem video hướng dẫn có đóng gói kẹo trứng bằng túi lưới này, vừa đơn giản lại nhanh gọn, đặc biệt có cái móc khóa rất tiện lợi, vừa khóa miệng túi, vừa làm quay sách, vừa làm móc treo để bàn. Chưa hết đâu, túi lưới của công ty này còn dùng với nhiều mục đích khác nữa. Ngoài ra, công ty còn tuyển nhiều đại lý bán lẻ trên toàn quốc. Nếu chị muốn tìm hiểu thêm thì có thể truy cập vào website hoặc gọi điện đến số hotline của công ty hiện trên màn hình đây này để được nhân viên công ty hỗ trợ tư vấn cho. Còn giờ thì đi thôi.